Sáng ngày 8 tháng 11, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, đến trưa nay, công tác dọn dẹp tại trường tiểu học Hồng Quang gần như hoàn tất, học sinh sẽ đi học bình thường vào sáng ngày 9 tháng 11. Theo ghi nhận, trường tiểu học Hồng Quang là trường duy nhất phải cho học sinh nghỉ học hôm nay để dọn dẹp sau ngập. Trước đó, đêm ngày 7 tháng 11, trận mưa lớn kéo theo nước tràn vào phòng học, bùn non từ dãy núi phía sau trường, động đầy sân trường và các lớp học. Vì lớp bùn non khá dày, trường phải nhờ bộ đội đặc công 409 cùng xe bồn đến hỗ trợ dọn dẹp.